Xin chào tất cả các bạn đang quay lại với channel nha. Thì ngay vào chủ đề luôn, là không dài dòng nữa, nói về tiếp tục cái chuỗi mà setup hệ thống âm thanh karaoke. Bữa trước Lộc có làm một cái karaoke kết nối dàn này với lại một cái sub điện, thì hôm nay Lộc tiếp tục phối ghép bằng dàn này với một con sub hơi. Thì các bạn cần mua những thiết bị nào và sub hơi tầm khoảng như thế nào, đánh trong không gian bao nhiêu được, Lộc sẽ nói các bạn biết luôn nha. Rồi, cũng bộ não của chúng ta cũng quen thuộc, đó là con Fenico KVX600, KX600 và con Sennheiser EW89 Pro này. Hai con này là chúng ta không thể đổi một cục quản lý nguồn. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vào đây, các bạn thấy thay đổi cái con đẩy, cục đẩy công suất này. Lúc này chúng ta sẽ đẩy công suất. Tại sao chúng ta đẩy 4 cơ các bạn? Ví dụ các bạn sử dụng hai cục đẩy công suất 2 cơ cũng được, thì lúc này dàn máy của bạn sẽ bị dày lên, và thứ hai nặng nề, và thứ ba nữa là giá thành nó cũng đội lên cao. Thì mình lấy con 4 cơ này thì so với hai con này thì nó sẽ rẻ hơn, nó tối ưu hơn được cái việc đánh với bạn nhanh. Rồi thì Billy lúc này thì cũng cơ bản như vậy thôi. Từ con Fenico này mình đưa tín hiệu left right loa full, hai cái loa full ở trên mình đưa vào kênh A và B, là channel 1, channel 2. Rồi bây giờ sub bass là mình sử dụng con multi-PT này đây, con sub 40, con này sub 44 tất các bạn nha, sub hơi 40. Thì các bạn cũng có thể là sử dụng sub hơi 50 cũng được, tùy theo không gian nhà mình, hoặc là sub hơi 30. Thì các bạn sử dụng một kênh này là không sử dụng, Lộc sẽ tắt đi. Rồi các bạn thấy thì lúc này là mình sử dụng một sub và hai cái loa full left and right. Thì còn một kênh trống này thì mai mốt các bạn có thể là làm thêm việc gì nữa cũng được, hoặc là sau này mình thiết kế một cái, hoặc là cái những anh chị em mà thiết kế một dàn karaoke lưu động á, thì mình để cái kênh này cho loa monitor, tức là cái loa gần người hát trên sân khấu, thì mình sẽ được như một dàn thanh chuyên nghiệp các bạn nha. Con vang số này nó có kết cấu giống như là một mixer tích hợp, loại nó cũng là một cái crossover luôn. Thì một bài nói nữa là nói về mixer, lời kết nối vô con vang số này để làm con crossover, để làm cái chia sẻ với các bạn kỹ thuật đó, để các bạn biết và các bạn nắm được. Khi mình sử dụng con vang số này rồi thì mình chỉ cần mua thêm mixer để mình chơi acoustic, hoặc là những cái thiết bị ở bên ngoài mình nối ngoài luôn cũng được. Rồi đó là như vậy thôi, các bạn thấy rất đơn giản không nào? Một dàn karaoke chuyên nghiệp nó không có quá rườm rà, các bạn thấy chỉ là đơn giản là một con vang số, là một cái đầu não micro cho tốt là được. Ở đây là sử dụng con micro sensor, hoặc là các bạn muốn tốt hơn nữa thì các bạn dùng cái dòng Sony S800. Cái dòng này thì rất là ok rồi, được kiểm chứng rất là nhiều bởi những ca sĩ chuyên nghiệp và hát trên những sân khấu lớn các bạn nha, các bạn yên tâm. Rồi bây giờ thì qua con này như vậy, thì bây giờ Lộc sẽ mở cho các bạn nghe chất âm của nó sau khi Lộc phối ghép xong. Và quan trọng hay không là mình chỉnh nha các bạn nha. Nhiều con vang số nó sẽ không mang cho các mình một cái âm thanh tuyệt vời. Các bạn phải lưu ý nên sử dụng vang số nào. Thì rất là nhiều loại vang số trên thị trường, và cái vang số nào mà Lộc đã chỉnh rồi, Lộc test ok, Lộc mới giới thiệu các bạn, chứ Lộc không giới thiệu những con vang số mà Lộc chưa biết. Nếu các bạn thông cảm, nhiều bạn có comment hỏi những con vang số nhưng mình cũng không biết cái mã nó là sao, và mình chỉ biết những con nào nó có chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng mà mình test nó ok thì mình giới thiệu lên mọi các bạn thôi.
Thank you.